Xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 21 giờ 35 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị đang rất thắc mắc tại sao ngày hôm nay Hoàng Đức Bơ chỉ xuất hiện có một mình thôi. Đó là ý đồ của bạn dẫn của chúng tôi, đó chính là Lê Lộc. Không biết là cô ấy có muốn phần xuất hiện nào nó đặc sắc hay không. Xin mời Lê Lộc. Ở đây tự nhiên được nâng như nâng trứng, hướng như hướng hoa vậy. Vâng, Lê Lộc xin giới thiệu hai bạn nam chính ngày hôm nay của chúng ta, đó là bạn Tấn Lộc và bạn Tuấn Vũ. Wow, yeah. Tên đẹp, người cũng đẹp, body đẹp, gương mặt sáng lạng dễ sợ, bị cát ế thôi. Bạn giới thiệu đôi nét về mình đi nào. Dạ, em tên là Tuấn Vũ, đến từ Bình Dương. Và công việc hiện tại của em là kinh doanh một chủ cửa hàng giày sneaker tại Bình Dương. Có những người lấy danh nghĩa bạn bè chỉ để lặng thầm yêu một ai đó. Mối tình đầu với cô bạn 57 tuổi của anh cũng bắt đầu nhen nhóm theo cái cách nhẹ nhàng như thế. Là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng, lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Anh của hiện tại chỉ thích chủ động, vòng cánh tay mình ôm chặt lấy em. Cô bé 1m52, yêu thể thao, mê trà đào cam xả và huấn luyện viên bóng đá. Wow, wow. Mê thể thao nè. Mình tên là Tấn Lộc và công việc của Lộc hiện tại là bartender. Ước gì sớm mai tỉnh dậy, dụi mắt một cái là hết thanh xuân. Thanh xuân in dấu bóng hình em, cô gái năm ấy anh từng theo đuổi, cũng là cô gái dạy anh trưởng thành. Trưởng thành để học cách kiên nhẫn với chính mình, chờ đợi sự xuất hiện của cô gái nhỏ hay cười và thích mang giày thể thao, mảnh ghép vừa vặn với trái tim này. Và Lộc có một cái sở thích rất là đặc biệt, đó là đam mê ca hát, diễn xuất và MC nữa. Wow. Và xin chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Cảm ơn mọi người. Thôi em về đây. Tôi không có đi. Là tôi lập gia đình rồi, tôi sẽ có những cái kinh nghiệm mà các bạn cần phải có lời tư vấn của tôi. Sẵn sàng nhé. Dạ vâng. Xin mời các bạn về vị trí. Chúng ta sẽ cùng bước đến vòng 1 mang tên là Đi Tìm Tần Số. Ngay sau đây xin mời quý vị và đặc biệt là hai chàng trai của chúng tôi đón chào bốn hình ảnh sau đây. Bốn cô nàng đều có vóc dáng rất là yểu điệu thục nữ nè. Bắt tim kìa, tim có trai vậy em ơi. Lọc cái trái tim ở số 1 rồi. Các bạn hãy cho chúng tôi nghe được những giọng nói đầu tiên nào. Xin mời cô gái ở vị trí thứ nhất. Vâng, xin chào hai anh chị MC. Chào anh Vũ và anh Lộc cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Dương Tiên, năm nay em 19 tuổi và hiện tại em đang là sinh viên ngành thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Người ta nói đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Nếu chúng ta đã có duyên gặp nhau tại đây thì mong anh hãy cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn và tiến xa hơn nữa. Hay quá. Giọng ngọt quá nè. Nghe muốn gục ngã luôn. Số 1 thôi mà đã nát tim rồi. Nát tim. Cảm ơn Dương Tiên rất là nhiều. Không biết là Dương Tiên là con một hay là ở nhà còn những nàng tiên khác nữa? Dạ, em có chị nhưng mà chị em đã lên xe hoa rồi. Bây giờ ở nhà chỉ còn lại mình em và ba mẹ thôi, đang chờ người tới rước ạ. Hai anh sẵn sàng rước về Vinh nha. Cảm ơn Dương Tiên. Xin chào bạn gái ở vị trí thứ hai. Dạ. Xin chào hai anh chị MC cùng anh Lộc và anh Vũ cùng toàn thể các bạn khán giả. Em tên là Hoàng Anh, năm nay em 19 tuổi. Em đến từ trường Đại học Thành phố Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước và hôm nay đến với chương trình này, em chỉ mong muốn là được cùng một trong hai anh ra về. Hoàng Anh ơi,
Dạ. Cho anh hỏi, em ở Bình Phước có bao giờ mà anh em xuống Bình Dương chơi chưa? Dạ rồi. Em có qua Bình Thạnh không em? Dạ em hiện tại đang ở Bình Thạnh luôn ạ. Xuất sắc. Cảm ơn bạn Hoàng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cô gái thứ ba nha. Chào bạn. Dạ em chào hai anh chị MC cùng anh Vũ và anh Lộc và mọi người có mặt trong ngày hôm nay ạ. Giọng nhẹ nhàng anh nào. Nghe ngọt tai quá. Em là Phương Thảo, năm nay em 19 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành ạ. Tới với chương trình ngày hôm nay em muốn nói với hai anh là anh ơi. Ơi. Em nghĩ chúng ta nên tiết kiệm thời gian, đó là hãy yêu nhau bằng ánh nhìn đầu tiên anh nhé. Về liền em ơi. Nhanh gọn lẹ. Cảm ơn bạn Phương Thảo. Chúng ta đến với cô gái cuối cùng nha. Chào bạn. Xin chào hai anh chị MC và hai anh cùng chơi hôm nay ạ. Và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Tuyết Nga, em ở Hà Nội và hiện tại em 23 tuổi. Em đang học và đầu bếp tại trường Hồ Chí Minh ạ. Đầu bếp. Nấu nướng là tuyệt vời rồi. Em đang cái bụng anh à. Em đang bụng. Bạn vào thành phố lâu chưa? Dạ em mới vào được 2 tháng ạ. Vậy hả? Ghê thiệt. Cho anh hỏi lúc nãy em có mới vừa nấu ăn không? Tự nhiên bây giờ anh đang tan chảy về em nè. Oh my god. Cảm ơn bạn Tuyết Nga rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ khám phá thế giới riêng tư của cô ấy. Đầu tiên sẽ là ốp lưng điện thoại của mỗi cô nàng. Xin mời. Mỗi người mỗi kiểu. Chỉ có Hoàng Anh và Phương Thảo nhìn như là tương đồng với nhau là không sử dụng ốp lưng. Còn bạn Phương Thảo, ốp lưng của bạn cũng khá đơn giản nha. Sự màu hồng là sự nhẹ nhàng như tính cách của em ạ. Em có muốn màu hồng chuyển sang màu đỏ không? Em tới đây vì mục đích đó mà anh. Ok. Em thích nhất màu gì? Dạ, em thích màu đỏ và màu xanh ạ. Giống anh đấy. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó là cái vẻ ngoài của ốp lưng thôi. Bây giờ mình sẽ xoay cái điện thoại lại để xem màn hình khóa các cô ấy đang để hình ảnh nào. Xin mời. Hình ảnh và thú cưng hèn ở bạn Dương Tiên. Đây là biển ở đâu vậy ạ? Dạ, đây là một cái bức hình em lưu về ở trên mạng vì em rất là yêu hoàng hôn. Khi mà nhìn thấy hoàng hôn thì em thấy được sự bình yên và êm đềm, em thấy lòng mình thanh thản hơn ạ. Cái màn hình khóa điện thoại của anh hiện tại là đang giống như thế này, chính tay anh chụp luôn. Kiểm tra điện thoại luôn hả? Vậy là mình đã có nhân viên từ trước rồi đó ạ. Cái gì vậy? Tần số này ngộ tơi. Đây là hình nền trên màn hình khóa của bạn Tuấn Vũ và chúng ta có thể thấy được rằng là cái phong cách rất là giống với phong cách của bạn Dương Tiên. Đương nhiên là cái màu sắc thì nó có phần sáng hơn nhưng mà vẫn là một cái cảnh hoàng hôn. Đây cho tất cả mọi người cùng xem. Nhưng mà vì sao Tuấn Vũ lại để cái hình nền đó? Em cũng một người có nghĩa là bình thường là rất hòa đồng vui vẻ. Nhưng mà khi về đêm ấy, em hay suy nghĩ nên cái tính của em cũng hơi trầm một xíu. Tính của em hơi trầm nhưng em thích biển lặng. Cảnh hoàng hôn, êm đềm, nhẹ nhàng. Khá là tương đồng với nhau rồi đó. Còn với cô nàng Hoàng Anh đi. Hoàng Anh ơi, đây là cảnh ở đâu vậy ạ? Dạ, ở Phan Thiết ạ. Tại sao bạn chọn góc chụp này? Em vô tình ngồi trên xe và chụp thôi anh ạ. Tại vì em rất là thích biển nên mỗi lần đi biển em đều chụp cảnh ạ. Cảm ơn em. Bạn Phương Thảo. Dạ. Em đang cần tìm một người để đi cùng em trên con đường đấy đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi, chồng tương lai ơi, anh đang ở đâu? Thông điệp của ông ấy đang cần tia nắng trong anh. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở điện thoại của cô gái ra, đăng nhập vào mật khẩu nào để chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về cái sử dụng ứng dụng của các bạn. Cho chúng tôi thấy được cái list nhạc của bạn đi. Dạ vâng ạ. Ồ, toàn bài tiếng Anh không hen. Nhạc phim kìa. Bạn thích nghe nhạc nước ngoài hơn là nhạc Việt à? Dạ em rất là thích nghe nhạc Hàn Quốc và em cũng thích phim Hàn Quốc. Và em thích bộ phim nào thì em sẽ đào về những bài hát của nhạc phim đó và nghe. Các bạn trai có thích phim Hàn Quốc không? Em thì thỉnh thoảng cũng có xem. Còn Tấn Lộc thì sao? Bạn thích phim Hàn Quốc không? Em thì em không có dạng như là không có ngôn tình, không có thích xem phim Hàn Quốc cho lắm. Em thì thích xem phim Việt Nam với lại phim Mỹ. Phim hành động. Rồi xin mời bạn thoát ra màn hình ngoài ạ. Xem hình ảnh đi anh ha. Hình ảnh ha. Hình ảnh đi. Hình ảnh thì cũng không nhiều hình ảnh lắm. Trong phòng camera thì có 12 tấm thôi kìa. Thấy sơ sơ thì bạn có vẻ là ít chụp hình quá ha. Học. Bạn không có chụp hình nhiều hả Tiên? Dạ đúng rồi, em ít chụp hình lắm. Em không muốn khoe nhiều trên mạng xã hội ạ. Mình có thể bấm vô cái hình ở Facebook được không? Đây là những hội bạn hay là những đồng nghiệp của bạn vậy Tiên? Dạ, tấm này thì đây là lúc mà em và những người bạn cấp 3 đang dự buổi tiệc chia tay tiễn bạn của em đi Nhật Bản du học ạ.
Đố mọi người nha. Dương Tiên là cô gái nào trong bức ảnh đó? Nhưng mà em có thể em đoán được cái cô gái bạn đi Nhật Bản gì đó là có thể là cô váy đỏ. Dạ đúng rồi ạ. Đấy. Dương Tiên thì theo Lộc đoán là sẽ là cô gái cầm ổ bánh mì đúng không? Tại sao mà con thấy gọi cô gái ngoài? Không, em đoán là bên ngược lại. Bên tay trái ngoài cùng đúng không? À, em xin giữ câu trả lời đó qua những dòng sao ạ. Được. Ok, cảm ơn em, dễ thương quá. Hay quá. Bí mật. Cảm ơn Dương Tiên. Và bây giờ hãy đến với bên trong điện thoại của bạn Hoàng Anh. Dạ. Cũng sử dụng ít những phần mềm quá nha, đa số là về văn phòng nè. Hoàng Anh ơi, mình có thể vô YouTube được không? Dạ được ạ. À, mình xem cái nó có hiện cái lịch sử tìm kiếm hả? Lịch sử tìm kiếm. Các anh ấy đang muốn tìm thấy cái lịch sử tìm kiếm. Dạ, lịch sử tình yêu. Cách mát xa. Mèo sáng, mèo sáng. Tại vì em đang giảm cân. Những cái tìm kiếm nó rất là nữ tính ha. Đúng rồi, tìm kiếm đó là nhẹ nhàng. Giọng Nghệ An là rồi. Sao vậy bạn? Dạ vì quê gốc của em ở Nghệ An và... À Nghệ An. Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà bạn nghe cái giọng Nghệ An để làm gì nhờ? Tại vì em muốn biết được một phần nào về cuộc sống và quê hương gốc gác của ba mẹ và ông bà tổ tiên ạ. Dễ thương quá. Rất có hiếu và có tâm luôn á anh nhá. Hồi nãy thấy bạn Hoàng Anh lỡ vô album ảnh rồi thì mình vào luôn đi bạn. Dạ. Vào xem nha. Em chỉ thích chụp cảnh thôi chứ em không thích chụp em ạ. Ủa sao vậy? Em muốn để lại hình ảnh của em cho người kế bên là người mà sau này cùng em đi đến suốt cuộc đời ngắm nhìn ạ. Chứ em không cần gì để chụp ảnh ạ. Nhưng mà cái điều quan trọng bây giờ là cần người chụp cho bạn ấy đó. Cần người chụp hả? Em chụp cũng có tâm lắm đó chị ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn có thể thoát ra mà hình ngoài rồi. À, chúng ta cảm nhận một cô nàng rất là ấm áp, hiền dịu, sống nội tâm nè. Chúng ta đến với cô gái thứ ba nha, Phương Thảo. Cho chúng tôi xem phần danh bạ được không Phương Thảo ơi? Dạ được ạ. Danh bạ nha, để ý nha, coi có trái tim này nọ đồ không gần nha. Gần đây nha, cuộc đời. Bố mà. Bầu một cơ bắp. Bầu. Bạn bè ha. Hết rồi. 32 liên hệ. Mà trong đó là cũng có một số cái số điện thoại về tổng đài. Còn về bạn Facebook của bạn thì Thảo ơi, bạn có bao nhiêu người bạn trên Facebook? Dạ, em có hơn 4.000 bạn ạ. Nhiều lạ nhiều quá. Là số liên hệ á là khoảng chừng vài chục thôi, nhưng mà người bạn trên mạng xã hội lại là vài ngàn lận. Nhà xã hội thì em chỉ nghĩ là cuộc sống ảo với cuộc sống thật nó khác nhau anh ạ. Dạ chỉ có những người mà quan trọng thì em sẽ lưu vào danh bạ. Em mong là một trong hai anh sẽ nằm trong danh bạ tên đầu tiên em tìm kiếm. Được không Phương Thảo ơi? Dạ được ạ. Chụp một mình cũng có, chụp với bạn bè đồng đeo kính có đồ ăn nè, chụp hình selfie vô gương nè. Thấy bạn cũng tự trang trí đồ ăn, có phải là tự tay bạn làm không? Dạ đúng rồi, sở thích của em là tự mày mò những món ăn mình tự chế biến á. Rồi cảm ơn bạn, chúng ta tìm hiểu qua đồng hồ ấy nè. Không biết là cô nàng này rất là đam mê về công việc sẽ dậy vào lúc mấy giờ đây? Báo thức đi. Dậy sớm đấy. 5-6-7 giờ không? 5:19 là lúc em một số công việc phải cần dậy giờ đấy để như quay phim này kia thì em đi giờ đấy. Còn 6 giờ là em dậy để đi học ạ. 7 giờ còn, còn hai cứ khung giờ. 7 giờ này đã dành cho những ngày chủ nhật ạ. Nướng là phần mềm tí. Mà nướng cái nướng của em bằng cái sớm của anh đó. Mà cái lạ là sao em không chọn những giờ chẳng chẳng nó tròn tròn mà sao em lẻ lẻ em? Đúng rồi lẻ lẻ anh ha. 19 cái giờ không phải không. Tại sao vậy? 19. Bản thân em thích những gì mà lẻ và khác biệt với người khác ạ. Vậy thì cái điều riêng biệt nhất của em là điều gì? Dạ, tính cách của em là nói một là không có hai ạ. Dứt khoát. Cảm ơn bạn. Đến với cô nàng cuối cùng, Tuyết Nga. Điện thoại của Tuyết Nga là một cái bánh kem mà. Đúng là đầu bếp. Cái bánh kem này có phải là ước mơ tương lai của em không? Dạ vâng ạ. Đây là chiếc bánh cưới mà em mơ ước sau này có trong bánh đám cưới của em ạ. Phải đẹp xuất sắc giống vậy đúng không Trần? Dạ vâng. Những dự định trong cuộc sống thì em đều muốn tự tay em làm ạ. Kể cả là phòng cưới ạ. Trời ơi, phòng cưới luôn. Cái này hấp dẫn nè. Tại vì em thích sự hoàn hảo cho nên là tất cả mọi thứ đều phải theo ý mình ạ. Mình sẽ trang trí cái gì ở xung quanh phòng nào? Hoa hướng dương ạ. Em rất là thích hoa hướng dương ạ. Hợp lý ha. Tại vì có câu nói rất hay đó là hướng dương dù héo cũng luôn hướng về mặt trời ạ. Và em luôn sống như vậy ạ. Rồi, mình sẽ khám phá phần gì nhỉ? Lịch sử cuộc gọi. Đây ạ. Bạn Khánh. Đây là bác ạ. À bác Khánh. Bác Khánh. Thím Thím là dạ.
toàn là người thân mẹ nữa kìa. Thấy Thím La gọi cho bạn khá nhiều đó, không biết Thím La này với bạn là chắc cũng thân thiết đúng không? Vâng ạ, tại vì Thím là vợ của chú em và hiện tại em đang ở nhà của chú Thím ạ. Ủa không ở chung với ba mẹ hả Tuyết Nga? Dạ không ạ, gia đình em ở Hà Nội ạ. Chú Thím có quy định là một ngày đi làm đi học phải mấy giờ về không? Dạ có ạ, cũng khoảng 11 giờ là phải có mặt ở nhà. Còn ban ngày đi đâu làm tì thì cũng phải nói rõ là đi học hay đi chơi hay đi với ai ạ. Cảm ơn bạn. Mình xem một khác nào. Cho Lộc xem cái ghi chú của mình nha. Công thức chế biến đồ ăn kìa. Công thức chế biến đó. Bởi vậy em mới nói rồi, em muốn coi cái này để mà. Bạn là nấu ngon nhất là món gì Tuyết Nga? Món nấu ngon nhất của em ạ, thường là các món chế biến từ gà. Em rất là thích ăn thịt gà nên là em luôn tìm hiểu rất là nhiều công thức ạ. Đã bao giờ bạn nấu ăn cho hai bác ba mẹ ở nhà ăn chưa? Dạ rồi ạ. Khi mà bạn quyết định là mình sẽ học về đầu bếp á, là ba mẹ ủng hộ mình không nè? Dạ không ạ. Con đường đi theo nghề đầu bếp của em cũng khá là gian nan và không có sự ủng hộ từ gia đình ạ. Sao vậy? Ước mong của bố mẹ em là em được làm điều dưỡng và em đã hoàn thành khóa học điều dưỡng, nhưng mà sau khi đi làm thì em nhận ra đây không phải là công việc của mình yêu thích. Vì vậy em đã dành ra 3 năm đi làm tại Hà Nội để chứng minh cho bố mẹ thấy là mình có thể tự lập được ạ. Và tất cả số tiền tiết kiệm em đã bắt đầu học về ngành đầu bếp ạ. Một tràng pháo tay dành cho cô ấy nè, rất là dũng cảm ấy chứ. Rồi đến bây giờ thì ba mẹ đã ủng hộ bạn chưa? Hiện tại thì xa nhà nên là bố mẹ cũng ủng hộ ạ. Chắc là em nghe bạn nói món ăn nhiều quá, chắc là trong album chắc cũng nhiều món ăn anh hả? Mình xem ảnh đi ha. Đúng vậy, toàn là những hình đồ ăn kìa. Đó, toàn sở trường của bạn là những món Á, món Âu hay món? Thường thì em xem đồ món Á nhưng mà em ít khi chụp ảnh, em chỉ chụp ảnh lại bánh thôi ạ. Bạn thích làm bánh hơn hay sao ạ? Dạ vâng ạ, em thích làm bánh hơn nhưng mà về ngành học thì là em học về nấu ăn bếp Á. Hy vọng bạn sẽ gặt hái được thành công để chứng tỏ cho hai bác ở nhà thấy là quyết định của bạn là sáng suốt. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng ạ. Vậy là chúng ta đã biết được những câu chuyện đằng sau những hình ảnh đó, những ứng dụng đó của mỗi cô gái. Ngay sau đây chúng ta sẽ phải suy nghĩ xem mình ấn tượng với điện thoại của cô nào nhiều nhất. Suy nghĩ thật kỹ, đừng chuyển kênh quý vị nhé. Tuấn Vũ, bạn ấn tượng với cô gái ở vị trí thứ mấy? Bản thân em thì em ấn tượng với cô gái số 2. Tại vì em cảm nhận được bạn này sống rất là có tâm. Đúng mẫu mình đang tìm kiếm hả? Dạ đúng rồi. Chúc mừng bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh chỉ là cô gái đầu tiên đã có được sự ấn tượng và bước vào vòng trong. Còn bạn Tấn Lộc thì sao? Lộc thì Lộc ấn tượng với bạn số 4. Vì bạn sao? Tuyết Nga, vì Lộc với lại bạn ấy là Lộc thấy là có một cái điểm chung, đó là cái tính tự lập. Bạn có một cái gọi là cái quỹ tiết kiệm riêng cho mình. Và từ Hà Nội mà bạn phải bay vào đây để lập nghiệp ở trong Nam thì rất là khó. Thật ra là Lộc rất là ấn tượng với bạn số 4. Sẵn sàng chơi vợ cô ấy hả? Dạ. Chúc mừng bạn Tuyết Nga. Chỉ còn hai cô nàng thôi. Lê Lộc quyết định đi em. Theo Lê Lộc thấy thì Lê Lộc khá ấn tượng với cô nàng đầu tiên, bạn Dương Tiên. Vì cô nàng khá là năng động. Lê Lộc muốn cho cô ấy một cơ hội nữa để chinh phục các chàng trai của mình. Và đặc biệt là hồi nãy Lê Lộc có thấy cái sự đồng quan điểm giữa bạn Tuấn Vũ và bạn Dương Tiên, đó là một cái bức ảnh về hoàng hôn đó. Lê Lộc muốn giữ cô ấy lại để nhiều khi là Tuấn Vũ có thể thay đổi cái ấn tượng của mình. Chúng tôi xin được chúc mừng cho cô gái tiếp theo bước vào vòng trong, đó chính là Dương Tiên. Chúc mừng bạn. Và như vậy Phương Thảo sẽ là người đẹp đầu tiên được lộ diện ngay trên sân khấu của Tần Số Tình Yêu. Xin mời Phương Thảo. Đây, Phương Thảo chúng ta đây rất dễ thương và xinh xắn. Tớ vẫn luôn tin rằng vũ trụ đã chọn thời điểm vừa vặn nhất để dừng lại tình yêu tuổi đôi mươi này. Chẳng nhiều cũng chẳng ít, vừa đủ để lãng quên. Tớ thừa nhận từng rất yêu cậu, từng rất nhớ cậu, nên tớ cũng mỉm cười thừa nhận từng quên cậu. Quên cậu để bình an đón nhận hạnh phúc vừa vặn của tớ. Xin lỗi Thảo rất nhiều, nhưng mà có vẻ là
chúng ta tìm những điểm chung, những điểm hợp. Và dường như ngày hôm nay mình hơi kém may mắn chút xíu. Dạ, có lẽ là em và hai anh chưa cùng tần số. Và mong hai anh sẽ tìm một trong những bạn trên này sẽ phù hợp với mình hơn ạ. Cảm ơn em. Bây giờ mình tâm sự với nhau chút xíu nè. Thật sự là rất bất ngờ, không ngờ là bạn xinh đến như vậy luôn á. Bạn đã từng tham gia qua những cuộc thi nào về nhan sắc chưa? Dạ có rồi ạ. Wow. Đó được thành tích gì rồi ạ? Dạ em chỉ may mắn là được top 10 thôi ạ. Top 10, cuộc thi tên gì ạ? Dạ nét đẹp thanh xuân ạ. Nét đẹp thanh xuân. Như vậy là giỏi rồi. Top 10. Sau cuộc thi đó thì em có tham gia thêm cuộc thi của trường, nằm top 6 queen của trường ạ. Dạ quá tốt rồi, mọi người ủng hộ bạn chứ? Một số người thì ủng hộ, còn một số người thì có ý kiến trái chiều. Dạ có một số ý kiến là cho là có tác động vào, còn có một số ý kiến là thì cảm thấy không xứng đáng ấy ạ. Mặc dù bạn là trong top 10 mà người ta cũng phản đối. Trong vòng khoảng 2 tuần em bị tụt gần 4kg ạ. 2 tuần tụt 4kg, không ăn, không uống gì hay sao? Chỉ nằm ở trong phòng thôi ạ, lười xuống nhà để nấu ăn rồi này kia, em không quan tâm gì đến em nữa. Khóc mình luôn. Vâng ạ. Không ai chia sẻ luôn. Đợt đấy có bố mẹ gọi thường xuyên ạ. Một mình tự vượt qua cùng với bố mẹ thôi. Dạ, gia đình lúc đấy là ở bên em cả tầm 2 tháng an ủi em luôn ạ. Và bây giờ cảm thấy mạnh mẽ hơn chưa? Dạ mạnh mẽ rồi. Rõ ràng là một cô gái rất đam mê về nghệ thuật, chân ướt chân ráo bước vào thì đương nhiên nó mong manh dễ vỡ lắm. Và những ý kiến trái chiều là luôn luôn là những trường hợp như ăn cơm bữa mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải. Bạn sẽ thành công hơn nữa. Cảm ơn em. Tạm biệt Phương Thảo. Bây giờ chúng ta sẽ mở cánh cửa mới hơn nữa với vòng tiếp theo, đó chính là thử thách của nàng. Chào mừng quý vị khán giả đã trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Chúng tôi đã mời các người đẹp bốc thăm ngay từ đầu với những bộ đề khác nhau. Dương Tiên, thử thách của bạn đó chính là năng khiếu nghệ thuật. Vị trí thứ hai đó chính là Hoàng Anh, thử thách của bạn được mang tên xử lý tình huống. Và người cuối cùng đó chính là bạn Tuyết Nga, thử thách của bạn là thuyết trình. Chờ đón xem phần thử thách nào ấn tượng hơn đây. Xin mời quý vị đến với phần đầu tiên của bạn Tuyết Nga. Yeah. Xin chào Tuyết Nga. Xin chào anh chị và hai anh ở đây ạ, và tất cả các bạn khán giả. Sau đây em được xin được trình bày màn tài năng của em, đó là thuyết trình ạ. Công việc của em là đầu bếp, vì vậy là em sẽ thuyết trình về một món ăn. Món ăn này rất là đơn giản thôi ạ, với nguyên liệu là cánh gà. Cho em hỏi anh Vũ ạ, anh có đoán được là em sẽ nói về món gì không ạ? Gà. Công thức chế biến gà thì đa dạng phong phú lắm. Em nghĩ là gà chiên nước mắm đấy. Đúng là cùng tần số đấy ạ. Đúng là món ăn là em định giới thiệu ngày hôm nay đấy ạ. Em thường chuẩn bị nguyên liệu là 10 chiếc cánh gà. Và với gia vị rất là quen thuộc trong gia đình nhà mình, đó là gồm bột ngọt, nước mắm, muối, đường và một chút nước lọc. Về cách làm cũng rất là đơn giản thôi ạ. Chúng ta sẽ chiên vàng gà với cả dầu ăn, sau đó sẽ cho các gia vị đã chuẩn bị đun sôi khoảng 3 đến 5 phút cho ngấm gia vị. Và chúng ta sẽ trang trí tùy thích sau đó. Và chúng ta nên rắc một chút tiêu. Món này sẽ có đặc trưng là rất thơm mùi mắm và một chút ngọt của đường và chút cay cay tê của tiêu ạ. Và ăn với cơm nóng rất là ngon ạ. Nói qua thì có thể là hơi khó hình dung phải không ạ? Vậy thì cách tốt hơn đó là hãy chọn em về, em sẽ nấu món ăn mỗi ngày ạ. Em sẽ nấu món ăn mỗi ngày ạ. Dễ thương không? Được. Tả cánh gà mà giờ anh chỉ nhìn thấy em thôi. Món ăn thì mình có thể đọc rất là nhiều trên mạng, nhưng mà làm được hay không là tùy kỹ năng mỗi người và sự yêu thích với cả việc bếp núc ạ. Rõ ràng bạn rất yêu công việc của mình, từ việc học cho đến việc làm liên quan đến ẩm thực. Cho em hỏi một chút về hai anh được không ạ? Dạ được. Anh Lộc, anh là bartender đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy anh làm tại nhà hàng hay là làm tại quán bar, quán bắp ạ? Thì anh đang làm tại nhà hàng. Nhà hàng của người Nhật. Trước đây em cũng có kinh nghiệm khoảng 2 năm phục vụ khá là nhiều mô hình nhà hàng. Và em cũng có học một chút về bartender. Không biết là anh chuyên về những món đồ uống như thế nào ạ? Anh chuyên về tất cả các loại như là classic, hoặc là các món mà tự anh có thể là của riêng anh, như là signature là của tự riêng anh có thể là chế ra. Ví dụ như là cái món gà chiên nước mắm của em có thể đi kèm với lại một cocktail. Cocktail chà, tần số cũng bắt mạnh nè. Mạnh ngay chỗ đó đấy. Dạ em cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bạn Tuyết Nga. Dạ em cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn Dương Tiên.
Vâng, em xin chào hai anh chị MC, hai anh cùng toàn thể quý vị đang có mặt tại trường quay ạ. Hay quá. Ôi, cũng quá. Hết mình lắm á, thầy thở quá giờ thở kìa. Cảm ơn Dương Tiên với phần trình diễn vừa rồi. Bạn tập nhảy lâu chưa? Em thì em vừa hát vừa nhảy từ khi còn học tiểu học. Em tham gia những chương trình ở trong trường em. Và lên cấp 3 thì em có một thành lập một nhóm nhảy. Và em vẫn hoạt động trong nhóm tới bây giờ. Rồi, hai anh kia, người ta đã tặng nhảy. Bây giờ hai anh có món quà gì tặng lại cho bạn không? Rồi anh sẽ hát một đoạn nhỏ thôi ha, trong một cái bài em rất là thích. Là anh có chấp yêu em dù không thể nói thành lời, vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em. Dù muôn sau hãy thương nhớ ai, xin một mình mang hết. Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn, và nụ cười em luôn trên bờ môi. Vâng, em xin cảm ơn ạ. Lời hát của anh đã chạm tới trái tim của em rồi. Em có thể đặt cho anh Tấn Lộc một câu hỏi được không ạ? Dạ. Em xin hỏi là anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? Anh đã trải qua được 2 mối tình. Dạ. Và trong đó là có mối tình nào sâu đậm với anh không ạ? Mối tình sâu đậm cách đây được 1 năm. Trải qua là tại một xứ sở Korea. Wow. Hàn Quốc. Trong khi anh với lại cô này đi qua bên đó gọi là đi du lịch chơi á, thì anh chỉ nghĩ là hai người đi chơi thôi, nhưng mà thực chất là cái cô này tạo một cái điều kiện để được gặp người yêu mình bên Hàn Quốc. Đúng là một câu chuyện thật là buồn. Mong là cho dù là em hay ai thì anh cũng sẽ tìm được một nửa kia có thể chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và yêu thương anh trong suốt quãng đời còn lại ạ. Cảm ơn em. Hey. Tượng này chắc có sự thay đổi quá. Đúng vậy, chúc mừng bạn. Như vậy nghi lắm, nghi lắm. Thiên đã rất xuất sắc và chúng tôi cảm nhận được sự bứt phá của bạn. Tần số phát ra mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vòng đầu tiên. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách xử lý tình huống của bạn Hoàng Anh. Và chương trình đưa ra tình huống như sau. Bạn Hoàng Anh sẽ đến nhà của bạn trai chơi. Và trong nhà thì có một cô em gái rất là ngang bướng và cứng đầu. Thì không biết bạn Hoàng Anh sẽ xử lý như thế nào. Và bây giờ xin mời anh Hoàng Rapper và bạn Hoàng Anh bắt đầu thử thách. Đây, nhà anh đây. Dạ. Mời em vào. Đây, ngồi đây nha. Đi đường mệt không? Dạ mệt ạ. Ngồi đây đợi xíu nha, để anh kêu em của anh. Để lấy nước ra. Lộc ơi. Ủa anh hai. Vào đây ngồi biểu coi. Anh hai về hả? Chào chị. Giới thiệu với em, đây là bạn gái anh, đây là em gái anh. Em biết mà, bữa gặp một lần rồi. Ủa anh, nó nghe. Gì, nó nghe, nhanh. Sao? Cái xe hôm nãy mới đi về bị bể bánh xe. Anh hai đẩy ra ngoài đầu hẻm trái giùm em cứ đi. Em ơi, em đi xe hơi mà biểu đẩy ra đầu hẻm. Đâu có, nãy em đi xe máy. Xe máy hả? Đẩy ra giùm em đi, giá giùm em rồi. Xong tí nữa về em đi công chuyện liền. Người yêu ta. Em tiếp chuyện cho. Được không? Được, để cho hai chị em tâm sự chút. Ổn xíu trời. Được. Đàng hoàng nha. Ừ. Bác mẹ. Biết rồi, đi. Đây nè, cái cổng nè. Quên, nhà rộng quá mà. Chào chị. Chào em. Chị khỏe hả? Chị khỏe em. Hồi nãy giờ chị Vinh Hoàng mới đi đâu về vậy? Chị với anh Hoàng đi có việc thôi. Rồi hai người có dự định gì cho tương lai không? Thì sắp tới anh chị cũng có dự định là cưới nhau về. Mà chị muốn ở chung với gia đình em hay là chị ra muốn ra riêng? Chị thích ở chung với gia đình vì chị muốn chăm sóc ba mẹ em. Đâu cần đâu chị ơi, em nghĩ ở chung vậy phức tạp lắm đó. Chị biết là phức tạp nhưng còn làm dâu chị phải chịu thôi mà. Nhưng mà giờ em không thích ngờ cái người lạ ở chung nhà. Em không thích cũng không sao. Không thích thì sao ở chung được chị? Ở vậy đụng mặt nhau khó chịu lắm á. Em có khó chịu thì chị chấp nhận thôi. Tại vì chị là vợ của anh Hoàng mà. Tôi là em ruột của anh Hoàng đó. Là em hay là vợ không quan trọng. Quan trọng là chúng ta hiểu nhau thôi. Cái điều đầu tiên mà em hiểu là em hiểu là gia đình chị rất là khó khăn. Mà chị quen với anh Hoàng nhà em chắc cũng với mục đích gì đó đúng không? Gia đình chị khó khăn thiệt, nhưng chị với anh Hoàng là thật lòng. Chắc không? Tất nhiên là vậy rồi em. Nhưng mà tôi nghe loáng thoáng là ba má tôi cũng không thích chị luôn. Tại vì chị nghĩ coi môn đăng hộ đối mà. Tình yêu bây giờ làm gì có mà túp liều tranh hay quả tim vàng nữa. Nếu như anh Hoàng chịu cùng chị đi đến hết cuộc đời thì chị khó khăn bao nhiêu chị cũng chịu. Chị nghĩ anh Hoàng yêu chị thật lòng. Tất nhiên anh Hoàng yêu chị thật lòng rồi. Bằng chứng gì? Vì trong suốt thời gian qua tụi chị đã trải qua bao nhiêu là khó khăn cùng nhau rồi.
À vậy hả? Em cũng nói thiệt cho chị nghe luôn nha. Thật ra là cả gia đình em đã nói chuyện với anh Hoàng rồi. Và anh Hoàng có nói là cho anh Hoàng thời gian để lựa lời mà nói lời chia tay với chị. Sẵn ở đây không có anh Hoàng ở đây em mới nói nhỏ cho chị nghe thôi. Chị tính sao? Nếu mà anh Hoàng đã có quyết định như vậy thì chị cũng chấp nhận. Chấp nhận là chấp nhận theo đuổi hay là chấp nhận từ bỏ? Chị chấp nhận từ bỏ nếu anh Hoàng không còn tình cảm với chị. Ồ vậy mà nãy nghe chị nói chị yêu anh Hoàng lắm. Tất nhiên trong tình yêu đôi lúc mình hy sinh cho người ta cũng không có gì là sai cả em mà. Nếu mà gia đình em và anh Hoàng đã không muốn tiếp tục với chị nữa thì chị sẽ đi, chị sẽ không tiếc điều gì cả. À dạ. Xe gì đâu đi mà không thay nhớ. Hai chị em mình chia sẻ nhau chút xíu thôi. Cảm ơn chị nha. Chân thân thiết vậy. Hai chị em nói chuyện vui không? Vui chứ anh. Hiểu được chị dâu em nhiều hơn rồi. Chấp nhận làm chị dâu luôn hả? Thì đó, trước mắt là vậy đi rồi từ từ. Hay không hay vậy? Sao nói hay vậy không? Ừ. Trời ơi, bữa ba mẹ chửi quá vậy, chửi luôn á. Thì đó. Hay quá, cảm ơn. Nhưng mà em cũng nói ra những cái mục đích của ba mẹ rồi. Anh với chị lựa lời nói chuyện với nhau nha. Ê, ủa, giúp hay hại vậy? Ê, Lộc. Sao vậy? Nãy giờ bé em anh nó nói gì vậy? Anh nói đi, tại sao anh lại muốn chia tay em? Không đâu. Tại sao anh không nói với em chuyện này? Vấn đề là em không biết tất cả mọi thứ, sự nghiệp, tiền bạc, tài chính của cải, tất cả là do ba mẹ anh. Bây giờ lỡ không nghe lời ba mẹ, anh mất hết. Chia tay thì chia tay, em chỉ cần một người chân thành, không cần một người giả dối nha. Yeah, tuyệt vời. Cô ấy phản ứng như vậy, các bạn cảm thấy hài lòng chứ? Em thấy bạn có cái cá tính riêng của bạn. Và khúc cuối bạn xử lý khá là dứt khoát ấy. Người con gái nào mà khi gặp một tình huống như vậy, người ta cũng sẽ chọn một cái cách an toàn nhất cho mình. Và bạn đã chọn được một cái an toàn, đó là thà chấp nhận đâu. Cảm ơn ạ. Không biết là mình có cái mối tình nào mà nó na ná giống vậy không? Sâu đậm như vậy không mà thấy cảm xúc cũng tương tự vậy. Chưa có mối tình nào mà như vậy ạ. Tương lai nữa sẽ không bao giờ phải đối mặt với những trường hợp éo le đó. Dạ. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều Hoàng Anh. Dạ, cảm ơn bạn. Chờ đón xem phần vượt thử thách nào ấn tượng hơn trong lòng hai chàng trai Tuấn Vũ và Tấn Lộc. Xin mời quý vị giải lao trong vài phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tần Số Tình Yêu. Trong khoảng thời gian giải lao vừa rồi, cả hai chàng trai cũng đã suy nghĩ lại xem phần ấn tượng của mình sẽ dành tặng cho cô gái nào đây. Với Tấn Lộc thì sao nào? Lộc có sự thay đổi nhẹ. À. Đã có một cái tần số đã gà trúng được cái đài của Lộc. Cái đài. Tần số nào vậy nhỉ? Lộc ấn tượng với lại cô gái số 1. Wow, đó chính là Dương Tiên. Chúc mừng Dương Tiên. Chỉ còn hai cô gái mà thôi. Không biết là sự ấn tượng của Tuấn Vũ sẽ như thế nào đây? Em cảm thấy bạn số 2 lúc đầu em ấn tượng. Em thấy có một xíu gì hơi khác. Hơi khác với cái gì em suy nghĩ. Khi mà Hoàng Anh bước ra đây để vượt thử thách. Dạ đúng rồi. Khác ở chỗ nào? Khi mà xử lý tình huống em thấy khéo mà. Hai người cãi vã nhau thì có thể là ngồi lại một tí và mình bình tĩnh hơn. Đúng rồi, bình tĩnh hơn. Và mình xử lý một cách nó sẽ hay và nhẹ nhàng hơn. Và mình sẽ tìm hiểu lý do nguyên nhân tại sao. Hoặc là mình có thể giải quyết được. Đến hiện tại bây giờ thì em đang rất ấn tượng với bạn số 1. Thì bạn rất là cá tính. Bạn rất là cá tính và năng động. Cũng giống như em. Em cũng một là và một vận động viên trước đây. Dạ. Ai cha. Cái đây là tần số tình yêu mà đúng không anh? Đúng rồi, chúng ta có quyền mà. Cả hai chàng trai cùng ấn tượng bởi một cô gái duy nhất mà thôi. Một lần nữa chúc mừng Dương Tiên. Và ngay sau đây chờ đón xem gương mặt xinh đẹp của cả ba cô gái. Xin mời cả hai bước lên sân khấu. Xin mời quý vị chiêm ngưỡng nghe sắc của cả ba. Hồi hộp quá. Cả ba đều rất là xinh đẹp, dễ thương quá. Mọi người cảm nhận như thế nào về Dương Tiên? Còn Hoàng Anh thì sao nào? Nghe kỹ nha, nghe kỹ ý kiến của bà con, cô bác, lối xóm, hàng xóm xung quanh nha. Còn bạn Tuyết Nga. Ca này khó à. Ca này khó à. Cả ba sở hữu những đôi mắt rất là to, xinh, những nụ cười rất là dễ thương. Quay về chỗ nào.
Ngay sau đây xin mời quý vị đến với phần giao lưu gặp gỡ với hai cô nàng Hoàng Anh và Tuyết Nga. Trời ơi, đó tình hình sao là ngoài thực tế y chang vậy luôn đó, dễ thương đáng yêu hết sức luôn. Chờ đợi bấy lâu, bỗng một ngày em nhận ra rằng đâu đó vẫn tồn tại thứ tình yêu đơn giản, chẳng màu mè, tô vẽ. Chẳng cần sánh bước cùng một anh chàng đẹp trai, mặc sơ mi trắng, đúng chuẩn người yêu nhà người ta. Chỉ cần một bạn nam ngốc ngốc, dễ thương, gãy đầu cười hiền 24/7. Thế là đủ rồi anh ha. Đợi lâu như vậy, mở lòng nhiều đến vậy, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng buông tay, thì đó chẳng phải là do hai đứa mình không có đến một giây chung tần số hay sao? Nhưng vốn tính cố chấp, nên nếu em dành thanh xuân còn lại để chờ đợi, liệu anh có viết tiếp hành trình của mình cùng với em? Cảm xúc như thế nào khi đến với chương trình này ạ? Dạ, hôm nay thực sự là em rất là vui khi đến với chương trình này và được gặp hai anh. Hơi tiếc là hai anh không chọn em. Còn dạ. Bạn Tuyết Nga, bạn có điều gì muốn nói không? Em chỉ có một điều nhắn gửi là hai anh đã bỏ lỡ cơ hội được ăn những món em nấu rồi ạ. Ai chà. Con thấy ấm ớt không khi mà cái anh tên là Lộc á, hồi lúc đầu thì anh nói anh ấn tượng mình lắm, cuối cùng anh lại thay đổi mục tiêu. À, không sao anh ạ, đôi khi cái tần số của mình có thể thay đổi một chút, nó rất là nhanh thôi, mình không thể kiểm soát được cái điều đấy. Tình cảm, tình yêu mà đúng không nào? Chúc cho cả hai sẽ luôn tràn trề những năng lượng và tích cực. Cảm ơn dạ, các bạn rất nhiều. Cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Tạm biệt Hoàng Anh, tạm biệt Tuyết Nga. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một vòng khá là thú vị, đó là bí mật của chàng. Và bây giờ bí mật của chàng như thế nào đây? Chúng ta sẽ khai thác qua từng chiếc điện thoại cá nhân của mỗi anh ấy. Đầu tiên sẽ là điện thoại của Tuấn Vũ nha. Kết nối với màn hình nào? Đúng là màn hình nền với cái phông nền giống như là của Dương Tiên luôn, một cảnh hoàng hôn trên biển. Mở khóa ra nào. Một ngày thì bạn thường hay ấn vào cái ứng dụng nào nhiều nhất? Dạ em ấn vào Messenger. Tin nhắn Facebook là do em phải trả lời khách hàng rất là nhiều. Mình buôn bán kinh doanh mà. Dạ đúng rồi. Cho tôi xem hình ảnh nè, rất là nhiều mặt hàng, rất là đẹp. Wow. Có bán giày nữ không hen? Dạ đây, nữ đây anh. Đó, Dương Tiên ơi, Tiên ơi, cả kho giày đang chờ em Tiên ơi. Tiên có thích mang giày thể thao không? Thật sự là bây giờ em đang rất là bận rộn và em đang muốn có một bà chủ để về quản lý của em. Dạ. Hay quá, Tiên ơi, Tiên có thích mang giày thể thao không? Dạ em rất là thích mang sneaker. Đặc biệt là nãy em thấy giày của Tiên rất là đẹp. Có phải là em đến để đi vào chơi team anh không? Câu trả lời đó em sẽ trả lời sau ít phút nữa. Đa số đều là những hình ảnh về sản phẩm. Body đó của ai đó? Cái tấm bên cạnh em bé đó. Của em. Mở cho con chơi 6 múi nè. Wow. Săn chắc chưa? Em rất là thích đi bơi và đi du lịch. Dạ. Không biết là Tiên có thích đi du lịch không ta? Dạ em rất là thích đi du lịch, đặc biệt là đi ngắm biển à. Đó. Em có dự định muốn đi đâu không? Hè này thì em muốn đi biển Vũng Tàu, nhưng mà em chưa có ai để đi cùng hết. Trời ơi, Vũng Tàu. Người đó có thể là anh được không? Cái đây là chi nhánh 1 của em. Là mấy anh em mình đội bóng có Tiếng Linh nữa kìa. Dạ Tiếng Linh là có đứa với em là chung phòng luôn. Vậy hả? Ở chung phòng. Năm 14 tuổi. Em có tập trung lên đội bóng đá trẻ BKMX Bình Dương. Tấn Trường, Đinh Hoàng Max rồi anh Đức nữa, nhiều lắm. Dạ. Là bạn là đồng đội của những anh ấy luôn. Dạ đúng rồi. Có thời gian em có tập trung lên đội tuyển U19 Việt Nam chung lứa với Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng. Dạ. Rồi sau giờ mình rẽ hướng qua một hướng khác, cũng là thể thao nhưng mà là một ngành khác. Em bị đứt dây chằng và bị vỡ sụn chêm. Vỡ sụn chêm ở trong đầu gối luôn. Dạ. Rất là nguy hiểm và nó khó hồi phục lắm luôn. Dạ. Như lúc mà em mới vừa bị chấn thương á, là khi mà mình ở trên lầu mình chỉ tập cơ đồ này nọ thôi, mình không có chạy nhảy như mấy anh em, thì mình nhìn xuống lầu á, mình thấy anh em chạy nhảy thi đấu vui chơi rất là vui. Mình cảm thấy lúc đó em thật sự là em rớt nước mắt luôn. Em rất là đau. Dạ. Những khi mà đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống và những cái thất bại đó, những vấp ngã đó, bạn chia sẻ với ai đây? Hình như là em không chia sẻ ai hết. Nó tương đương với cái hình ảnh đi. Dạ vâng. Có nghĩa là tự mình vượt lên. Một chàng trai rất cá tính, rất mạnh mẽ. Và đương nhiên đối với những người có ý chí như bạn, thành công đang đón chờ. Tò mò điện thoại của bạn Tấn Lộc chút xíu nha. Ít những ứng dụng quá ha. Dạ vâng. Bạn giải trí bằng ứng dụng gì vậy? Điện thoại em luôn lúc nào cũng là công việc là nhiều. Ít khi nào game lắm. Game thì chỉ có một vài trò thôi. Quan trọng là nhạc,
khi mỗi lần em stress, em vui hay gì đó là em sẽ nghe nhạc. Có một cái điều đặc biệt là phía sau nó có một cái tờ tiền. Không biết cái tờ này nó có ý nghĩa Tấn Lộc không? Cái này là 1.000 won của Hàn Quốc. Như nãy bạn số 1 có hỏi Lộc á, mà Lộc chỉ có trả lời khoảng 20-30% thôi. Và bây giờ thì Lộc sẽ nói ra lý do tại sao cái mối tình thứ hai của Lộc bên Hàn Quốc. Đó là Lộc với lại cái bạn nữ này là quen nhau được 1 năm 10 tháng 3 ngày đúng, và chia tay vào ngày 22 tháng 10. Và cái chuyện dẫn đến chuyện chia tay đó là một cái bạn nam người Hàn Quốc là qua Việt Nam học và kết bạn với lại bạn gái của mình mà mình không biết. Và vì sao có tờ tiền này? Đó là trước khi qua bên Hàn Quốc thì cái bạn trai của bạn gái mình tặng cho Lộc cái tờ 1.000 won. Coi như là đây là tờ tiền của mình để lại kỷ niệm. Tuy là khi nhìn nó cũng hơi đau nhưng mà nghĩ là thôi, chuyện mọi chuyện nó đều qua rồi. Nếu như có được một tình yêu mới, bạn sẵn sàng cất cái tờ tiền đó vào một góc kỷ niệm của mình? Chắc chắn là cái ốp lưng này là sẽ để hình của hai đứa chụp chung. Nhớ nha. Và cái tờ tiền này sẽ nằm ở một vị trí khác. Thôi chúng ta gạt bỏ qua cái chuyện tình éo le đó đi ha. Cảm ơn những câu chuyện mà cả hai chàng trai đã chia sẻ. Ngay sau đây xin mời quý vị dành cho Dương Tiên đôi phút để cô ấy tận tay tìm hiểu xem thế giới trong chiếc điện thoại của mỗi chàng trai sẽ như thế nào đây. Xin mời Dương Tiên. Và bây giờ chờ đợi xem quyết định cuối cùng sẽ như thế nào đây. Xin mời quý vị giải lao trong ít phút. Chúng ta đến phần gây cấn nhất, đó là phần quyết định cuối cùng. Cả hai chàng trai nhân vật chính cùng chọn cùng tần số tình yêu với một nữ duy nhất mà thôi. Sẵn sàng nha. Xin mời tất cả mọi người cùng tiến về sân khấu. Đã dán trần để đưa ra quyết định cuối cùng của mình sẽ kết nối tần số tình yêu qua điện thoại với chàng trai nào đây? Không biết hai chàng trai có điều gì muốn nói trước cuộc gọi này không? Em có một lời muốn nói với Dương Tiên là Tiên ơi. Dạ. Anh chẳng có gì ngoài trái tim chân thành. Và khi đôi môi em còn đỏ mọng, anh muốn nói anh yêu Tiên. Dễ cưng. Tấn Lộc. Anh muốn du tổ tiên đấy thì sao nào? Oh yeah. Anh yêu tiên đấy thì sao nào? Yeah baby. Đồng ý nha Tiên. Yeah. Yeah. Nó. Ai có tần số tình yêu mạnh nhất đây? Điện thoại của bạn đâu nào? Đưa ra cho mọi người cùng thấy được tín hiệu đến từ tần số tình yêu. Chúng ta cùng đếm nha. Chuẩn bị. 5 4 3, 2, 1, xin mời. Và Dương Tiên sẽ kết nối. Nụ cười em luôn trên bờ môi. Lời hát của anh đã chạm tới trái tim của em rồi. Đặc biệt là nãy em thấy giày của Tiên rất là đẹp. Có phải là em đến để đi vào trái tim anh không? Anh nghe đây. Xin chào anh ạ. Xin chào em nha. Mình chưa nói chuyện nhiều với nhau nhưng mà theo những gì em tìm hiểu từ sở thích cũng như là cuộc sống của anh thì em nghĩ là tần số tình yêu phù hợp với em chính là anh. Cưng chưa trời, bắt tay hữu nghị quá ha. Kiếm tuần chi giờ qua hết đón chi. Xong Lập nãy giờ ngồi kế và đứng kế luôn cho nó có cặp có đôi. Cái quyết định cuối cùng đó của Dương Tiên, trái tim mình ra sao? Trái tim đã vỡ. Vỡ rồi. Rất là rung, có một tí xíu buồn. Chúc mừng em đã là bà chủ của một cái thương hiệu giày. Ok, cảm ơn nha.
Cảm ơn Tứ Lộc ngày hôm nay đã đến với Tần Số Tình Yêu. Và chúng tôi cũng mong là cái tờ tiền 1.000 won Hàn Quốc sẽ thay đổi trong tương lai. Tạm biệt Tấn Lộc. Dạ anh mới hỏi nè, sao không chọn Lộc mà chọn Vũ? Dạ thì cuộc tình quá sâu đậm đó thì em nghĩ là em chưa tự tin để có thể sẻ chia với anh đó. Để thay đổi hoàn toàn 100%. Dạ vâng đúng rồi. Và bây giờ sẽ là một món quà ghi lại dấu ấn rất đẹp ngày hôm nay dành cho cặp đôi chúng tôi, Tuấn Vũ và Dương Tiên. Chương trình Tần Số Tình Yêu cũng có phần quà dành cho hai bạn. Mong rằng hai bạn sẽ có những khoảnh khắc thật đẹp ngay bây giờ và cả sau này nữa nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn anh trai. Chương trình Tần Số Tình Yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin được phép khép lại tại đây và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng chúng tôi vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HT7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin mời Lê Lộc và quý vị khán giả hãy chào đón nữ chính ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là sự xuất hiện của bạn Thùy Linh. Xin mời. Chào đón một cô nàng cũng rất là trẻ tuổi, dễ thương, đang là sinh viên, bạn Nhật Linh. Chào Nhật Linh.